khi đồng đô la còn bao nhiêu năm nữa chúng ta không có biết thôi chỉ biết được là không có gì là mãi mãi ngoại trừ tiền pháp định sẽ mãi mất giá và bị thay thế bởi một loại tiền pháp định mới và rồi tiền đó lại cũng sẽ cùng chung số phận và cứ tiếp tục như vậy đầu tư là cách duy nhất để mà bảo vệ tài sản của bạn tại vì sao vậy các bạn khi mà các bạn à, nhìn vào lý do tại sao mà tất cả những tiền pháp định này đó cuối cùng lại bị thay thế bởi một tiền pháp định khác để mà trở thành tiền chủ quốc tế lý do rất là đơn giản các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là lịch sử vẫn là một bài học đó lý do tại sao mà tất cả những tiền này bị thay thế bởi một loại tiền khác đó chính là in tiền quá nhiều quá lạm dụng cái lực in của mình khi mà trở thành một tiền dự trữ của quốc tế thì hoa kỳ cũng vậy mà thôi các bạn rồi sau đến đây lại có thể có một đồng khác nữa rồi đồng đó cũng sẽ như vậy mà thôi đến cuối cùng đó thì chúng ta được là lòng tin vào tiền pháp định sẽ ngày càng yếu đi qua thời gian mà nhất là những thời điểm như thế này các bạn nhiều người đặt ra rất nhiều câu hỏi à, liên quan tới tiền pháp định chúng ta có thật sự là sẽ có một tiền pháp định mà họ sẽ không lạm dụng quyền của tiền của mình hay không lịch sử vẫn chưa cho thấy điều đó một bài viết được chia sẻ bởi boyinstore.us thì đây là bài viết nói về năm giai đoạn của tiền pháp định hay còn gọi là fiat thì tiền pháp định sẽ đi theo giai đoạn nào giai đoạn đầu tiên đó giai đoạn thứ nhất đã được thúc đẩy bởi sự lạc quan và hưng phấn khi các chính trị gia hứa hẹn kích thích tăng trưởng một cách có trách nhiệm lúc nào cũng như vậy các bạn mới đầu đó khi mà muốn in tiền thì ai cũng sẽ nói là yên tâm đi chúng tôi sẽ in để mà kích thích nền kinh tế nhưng mà sẽ in một cách là có trách nhiệm ban đầu đó thì sẽ có lời hứa về trách nhiệm tài chính chỉ in những gì đất nước cần và sống trong phạm vi ngân sách cho phép tuy nhiên khoảng thời gian đó đó thường ngắn ngủi vì các chính trị gia và chủ ngân hàng trung ương sẽ sớm đầu hàng trước cám dỗ in thêm tiền để kích thích tăng trưởng ba thường là in thêm tiền là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để mà kích thích nền kinh tế trong giai đoạn 2, các hạn chế sẽ dần được loại bỏ khỏi quy định tạo tiền tệ ý tưởng trả hết nợ không còn quan trọng so với tăng trưởng do đó tăng trưởng trở thành động lực quan trọng nhất của hệ thống fiat khi tiền tệ dần mất đi giá trị do sức mua giảm mọi người sẽ làm việc nhiều giờ hơn để mà duy trì mức sống đây là chúng ta bước qua giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh bạc khi mà thanh khoản quá mức xâm nhập vào thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản tăng trưởng sẽ bắt đầu chậm lại và do đó cần phải tạo ra nhiều tiền hơn để kích thích tăng trưởng. Điều này có nghĩa là lãi suất phải được duy trì ở mức thấp với lãi suất được giữ mức thấp đồng thời đó với việc in tiền đáng kể mọi người sẽ phải chấp nhận rủi ro trên thị trường chứng khoán hoặc thị trường bất động sản chỉ để theo kịp lạm phát. Ở giai đoạn 3, mọi người cũng sẽ bắt đầu vay mượn nhiều hơn để chi tiêu do họ cảm thấy giàu khi mà tài sản của họ tăng lên khiến cho họ cảm thấy mình có nhiều tiền hơn so với sức mua của họ. Trước khi chúng ta đi vào 4 và 5 đó thì để thuận chia sẻ một số điều với các bạn. Khi chúng ta nói tới giai đoạn 2 đó thì tôi nghĩ là cho tới bây giờ à, mọi người cũng không nghĩ là quốc gia nào còn ở trong giai đoạn 1 hay 2 nữa đâu. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy được những thông tin như là cái à, đồng hồ liên quan đến nợ của quốc gia đó, có nghĩa là nợ công thì chúng ta được là hầu như quốc gia nào cũng nợ rất là nhiều và hầu như không có quốc gia nào bây giờ đã quan tâm đến việc trả hết nợ hết các bạn chỉ là người này nợ người kia người kia nợ người nọ rồi cứ tiếp tục như vậy mà thôi nợ ngày lại càng tăng lên đương nhiên chúng ta được là dẫn đầu đó là Hoa Kỳ và kế đó là Trung Quốc cả hai đều nợ rất là nhiều À, cho nên chúng ta có thể uh, hiểu được là giai đoạn 1 và 2 đó hầu như những quốc gia lớn bây giờ không có ai trong hai giai đoạn này nữa. Chúng ta thấy được là có nhiều quốc gia đã nằm trong giai đoạn 3 rồi, in tiền kích thích nền kinh tế nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy được là nền kinh tế đã quá quen thuộc với lại lãi suất thấp, quá quen thuộc với lại tiền có thể vay mượn dễ dàng tiền ở khắp nơi thì nền kinh tế đó khi mà không có tiếp xúc được lãi suất thấp, không tiếp xúc được với lại, lại tiền dễ dàng nữa thì nền kinh tế lại bị chậm lại và cứ như là một người mà bị nghiện các bạn, chúng ta lại thấy được là tiền đã được in ra, lãi suất lại là được giữ thấp để tiếp tục kích thích nữa và chúng ta thấy điều này xảy ra khắp nơi luôn, không riêng một quốc gia nào hết. Ở Hoa Kỳ chúng ta đã thấy, ở Trung Quốc chúng ta cũng thấy luôn. Đó là đi vào trong có những cái công ty bất động sản bất ổn như là Evergrande tôi đã nói tới rất là nhiều rồi. Đây là điều xảy ra khắp nơi hết. Và cứ tiếp tục như vậy và khi mà có quá nhiều tiền được in ra như vậy đó thì tiền ngày lại càng mất giá, người dân không còn cách nào khác ngoại trừ việc là họ phải tìm cách để mà đầu tư để mà duy trì được cái sức mua của họ cho nên chúng ta lại thấy được là có nhiều bong bóng tài chính xuất hiện trong những cái thời điểm đó và chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin này khi mà Thuận chia sẻ một cái video rất lâu rồi với các bạn Đây là cái video 464 các bạn, chúng ta bây giờ đã video uh, 1 500 mấy rồi Mà đây là cái video uh, Thuận chia sẻ cách đây 3 năm, thế giới đã điên rồi Nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem để có hiểu uh, thể hiểu được Đây là một cái video uh, trích ra từ một trong những cái bài rất là tâm huyết đến từ Redalio các bạn Trong video này nói về tài sản, nói về là Tại sao chúng ta thấy cái hiện tượng là khi mà tiền được in ra nhiều đó thì tất cả thị trường à, đều có cái sự tăng giá như vậy tại vì sao các bạn tại vì người dân nó không còn sự lựa chọn ngoài chỉ đầu tư tại vì trước đây đó khi mà lãi suất ở mức cao thì những người về hưu có thể là nhiều người họ dựa vào lãi suất đó để mà sống có nghĩa là họ mua công trái phiếu họ mua trái phiếu à, để mà lấy lãi thì lãi đó đã đủ cho họ sống rồi trong cái thời kỳ mà lãi suất thấp đó thì à, cái lãi đó không đủ các bạn tại vì lãi suất quá thấp họ không thể nào dùng tiền lãi để mà sống được họ bắt buộc làm gì bắt buộc phải đầu tư khi đầu tư đó thì à, mọi người đầu tư giá cả của bất động sản giá cả của btc giá cả của chứng khoán vàng lại tăng lên khi mà giá cả tăng lên đó, tuy là họ chưa có bán nhưng mà họ lại cảm thấy giàu tại vì giá cả của mình tăng lên thì à, họ lại vay mượn rồi chi tiêu nhiều hơn tại vì họ nghĩ là họ có tiền à, nhưng mà tất cả đều sẽ sụp đổ khi mà mọi thứ ngưng lại các bạn mọi thứ ngưng lại tài sản của họ giảm và họ có một đống nợ cho nên mới dẫn đến những cái tai hại sau này đó là giai đoạn thứ ba và rất nhiều dân quốc gia đã đi vào giai đoạn thứ ba rồi và chúng ta có thể hiểu là phần lớn thế giới đang nằm trong giai đoạn thứ ba trong cái thời kỳ đại dịch khi mà tiền quá dễ các bạn chúng ta có thể có được lãi suất thấp và tiền được in ra khắp nơi rồi chúng ta nói tới giai đoạn thứ tư giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn áp chót của chu kỳ fiat tăng trưởng chậm chạp buộc các tổ chức tài chính phải cố gắng kiếm tiền thông qua các phương tiện khác ngoài kinh doanh thông thường ở giai đoạn này đó, tham nhũng chiếm ưu thế, các nguyên tắc cơ bản bị bỏ qua và của cải tập trung vào tay một số ít người. Tại thời điểm này, các cá nhân phải tự bảo vệ mình bằng cách không tin tưởng vào chính phủ hoặc là cố vấn tài chính. Những người không làm như vậy sẽ bị mất tài sản trong phần sau của giai đoạn 4 và giai đoạn 5. Và giai đoạn 5 là giai đoạn cuối cùng của một cây hệ thống tiền pháp định. Giai đoạn 5 xảy ra khi mà chúng ta có siêu lạm phát. Đây là giai đoạn kinh tế tồi tệ nhất của chu kỳ tiền pháp định. Ở giai đoạn 5, tiền phát định trở nên vô giá trị. Ở giai đoạn này, đã nhiều loại tài sản xuất hiện trong hệ thống tiền tệ để được sử dụng làm tiền tệ hoặc là được sử dụng để lưu trữ. Hãy nhớ rằng siêu lạm phát đã xảy ra ít nhất 56 lần trong hai thế kỷ qua và chúng ta vẫn đang thấy rất nhiều quốc gia gặp siêu lạm phát thì bây giờ chúng ta nói tới Venezuela, chúng ta nói tới Zimbabwe, chúng ta nói tới rất nhiều những quốc gia và chúng ta có thể lên trên trang web chính thức của IMF các bạn. Đây là quỹ tiền tệ quốc tế và chúng ta có nhìn thấy được là những quốc gia như là Zimbabwe lạm phát 204% trong một năm các bạn, Venezuela 195%, Sudan 76%, Argentina 76% và nhiều quốc gia khác cũng có phần trăm lạm phát rất là cao và chúng ta trên channel này đã nói khá nhiều về Venezuela các bạn các bạn có biết là bây giờ ở Venezuela đã tiền đem đi cân ký không tại vì tiền nó quá vô giá trị đến nỗi mà không cần phải đếm các bạn cân ký lên được rồi và khi mà cân ký đó các bạn có biết là trọng lượng của tiền pháp định không bằng trọng lượng của một tờ giấy xúc nữa thì chúng ta đã được tiền mức giá cỡ nào rồi cho nên lạm phát xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra điều mà chúng ta có thể hiểu được đó là rất nhiều quốc gia họ cố gắng đẩy lùi những giai đoạn này Giống như chúng ta có thể nhìn thấy được là nhiều lò tiền pháp định đó, có thể họ đã đi từ giai đoạn 1, 2, 3 rồi sau đó nó họ sẽ cố gắng giữ lại giai đoạn 3 này thậm chí có thể đẩy ngược lại giai đoạn 2 à, rồi khi cần thiết đó lại đẩy qua giai đoạn 3 đó là những gì chúng ta thấy được phép hay làm có lúc siết chặt tiền tệ có lúc nới lỏng tiền tệ khi mà nói như vậy đó thì cảm thấy như là phép đang làm một cái gì đó rất là cao siêu các bạn nhưng mà trên căn bản đó khi chúng ta nhìn lại giai đoạn tiền tệ đó thì tiền pháp định nào cũng sẽ đi từ 1, 2, 3, 4, 5 Chỉ là tốn bao nhiêu thời gian mà thôi cho nên chúng ta mới thấy được là tiền pháp định luôn bị mất giá và bị thay thế Và chúng ta được là siết lỏng chẳng khác gì là một cách nói là chúng ta đẩy về một giai đoạn trước đó Để khi cần thiết đó, lại nới lỏng để giữ ở một giai đoạn 3 Và các bạn thấy được là tất cả đó thì dựa vào ngân hàng trung ương khả năng họ có thể giữ được giai đoạn 3 và giai đoạn 2 bao nhiêu lâu khi mà chúng ta đã qua giai đoạn 4 rồi đó, thì rất là khó để có thể họ phục tại vì lúc đó lòng tin đã không còn nữa các bạn. Và khi mà người dân không còn tin tưởng vào tiền pháp định nữa thì họ sẽ lưu trữ tài sản và đây cũng là một trong những lý do chính tại sao mà BTC xuất hiện các bạn. Bitcoin xuất hiện là có thêm một cái sự lựa chọn cho mọi người. À, chúng ta có nhiều sự lựa chọn các bạn có thể lưu trữ bất động sản, chúng ta có thể lưu trữ vàng, các bạn có thể lưu trữ cổ phiếu nhưng mà BTC bây giờ lại là một điều khác nữa các bạn, có thể lưu trữ một loại tài sản mới hoàn toàn. Và loại tài sản này đó khác hoàn toàn với những loại tài sản còn lại các bạn có thể thấy được là BTC là một cái gì đó các bạn có thể dễ dàng di chuyển các bạn có thể dễ dàng sử dụng các bạn có thể thấy được là BTC chấp nhận khắp nơi có thể chia nhỏ được nó có rất là nhiều những cái ưu điểm và thường không có nói là BTC sẽ hoàn toàn là xóa ngôi vàng hay là xóa ngay bất cứ một loại tài sản nào hay là BTC trở thành tiền tệ của quốc tế hay là sẽ xóa ngôi đồng đô la không có nói gì thường chỉ nói là chỉ cần một phần của người nào mà đang lưu trữ tiền cho những tài sản đó cảm thấy được BTC có giá trị để mà đa dạng hóa thì một phần tiền thôi đi vào BTC thì giá cả sẽ đến đâu rồi và đây là cái lập luận căn bản của Thuận liên quan tới BTC nói riêng và crypto nói chung đương nhiên những loại crypto khác đó thì sẽ có nhiều cái ưu điểm khác nhau và ở trong một cái video được chia sẻ trực tiếp bởi Redalio video này được rất nhiều người xem và thường cũng rất thích xem các bạn à, đây là cái video có tên là Principles for Dealing with Changing World Order by Redalio đây là một cái video dài 43 phút nhưng mà có rất nhiều thông tin trên đó và một phần đó à, thường cũng vừa chia sẻ với các bạn khi chúng ta nói tới giai đoạn thứ ba của tiền fiat khi mà đồng đô la đã không còn được hỗ trợ bởi vàng nữa thì sáng hôm sau các bạn nghĩ là có phải là chứng khoán màu đỏ hay là không? Thì không phải các bạn, sáng hôm sau chứng khoán cực kỳ xanh luôn Tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó Hoa Kỳ đã không còn dựa vào vàng nữa Và có thể in tiền bất cứ lúc nào à, Và đương nhiên tiền đó chảy gì đâu, chảy vì những mạng đầu tư cho chứng khoán mới xanh như vậy và đây cũng là điều làm cho Ray ngạc nhiên thời điểm đó và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này như bên nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thôn Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này như bên nào mà sử dụng sàn giao dịch tế thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn